Em chào anh. Thì anh đây là, theo mình biết á, là anh này là vận động viên đua xe chuyên nghiệp giải châu Á. Là hôm nay được kiểu như là mình được may mắn là mình được anh của mình, là anh Minh Chí Hạ, giới thiệu anh để huấn luyện cho em để chạy trong người ta gọi là hai cua, đúng không ạ? Thì anh có thể giới thiệu tên, tuổi, rồi những cái giải mà anh đã tham gia cho mọi người xem kênh em được biết. Xin giới thiệu với mọi người là mình là tên Nguyễn Đức Thanh, hiện tại mình đang thi đấu cho đội Honda Racing Việt Nam ở trên trận đấu quốc tế bên ARC. Thì hôm nay cái sân mình đua rất là nhiều cho nên nó hơi ồn á anh ha. Thì hôm nay em điều đầu tiên em muốn học từ anh là những cái gì mình chuẩn bị trước khi mà mình ra mình tập luyện hai cua. Trước khi mình muốn ra tập luyện với hai cua là mình cần phải có thể lực trước. Mình tập luyện thể lực, và những cái điều căn bản nhất là mọi tư thế và cách thức thắng và ôm cua như thế nào để vô cua đó tốt nhất, nhanh nhất có thể của mình. Thì bây giờ là mình ra mình bắt đầu tập luôn. Anh quên chứ, là mình phải mặc giáp vô, giống như là đi tu đúng không anh? Là mặc dù là mình tập cái này trước, là bắt đầu là mình tập những cái con xe nhỏ trước. Tập trước khi mình lên một con xe lớn thì mình làm quen xe lớn, xong mình xuống xe nhỏ rất dễ điều khiển. Trong chân hay thôi thì giờ mình ra mình, em cũng là háo hức lắm rồi, giờ em muốn ra trải nghiệm luôn. Cảm ơn anh nhiều. Rồi, hello anh em mình nắng quá rồi. Thì đây là chính là một người mà đã làm cho Minh chiếc xe, là độ công suất của chiếc xe nhỏ lên, là nó lên sao anh? Giờ chiếc của em là được 19 ngựa 2 rồi. 19 ngựa 2. Zin của nó là 16 ngựa, giờ nó mạnh hơn xưa nhiều lắm. Là đâu? Là đây là một con GSX 150. Đúng rồi. Thì anh đã làm gì trong đây? Thì bây giờ anh sẽ quay một mình anh nha. Để anh tiện nói nha, vậy cái camera nó hơi khó. Rồi ok. Thì các bạn có thể thấy cái này á, đây là con GSX của bạn Minh. Đây là con GSX 150. Rồi. Của hãng Suzuki nha. Hiện tại chiếc xe này á đã được độ lại pô xăng lửa rồi. Thì bao gồm những cái bộ phận sau đây nha. Trong quá trình đua á, mình gặp chơi, tập chơi thì mình rất là nhỏ tuổi nha, một tay đua rất là nhỏ tuổi luôn. Một tay đua rất là nhỏ tuổi nha các bạn. Cho anh chụp tấm hình cái được không? Cho anh chụp tấm hình cái được không? Cho anh chụp tấm hình không? Được không? Đây, mấy tuổi? 8 tuổi đúng không? Anh Việt Tuấn luôn trời nha các bạn. Đó. Một trong những... Đây, tay đua tương lai của Việt Nam luôn đây. 7-8 tuổi, rất là... 6 tuổi rồi. 8 tuổi, đây là 8 tuổi. Như sao? Trời. Làm rồi đi. Rất là đẹp trai nha. Ai mà nuôi đi giúp gạo. Hello mọi người, thì hôm nay Hà Dương X sẽ làm MC cho kênh của anh Minh nha. Bây giờ là mình đi qua phỏng vấn bên này ha. Bữa giờ làm việc với anh Minh á, có những trải nghiệm nào? Thì giờ nói cho mọi người nghe, bữa giờ làm việc với anh Minh á, có những trải nghiệm nào thì chia sẻ cho mọi người biết. Bữa giờ em làm việc với anh Minh thì cũng vui, học được, hỏi được nhiều kinh nghiệm làm xe. Với lại em được lên trường đua để chạy ôm cua hai cua rồi á. Ngoài cái đó thì sao? Anh Minh đối xử với tụi em sao? Tốt không? Có bỏ đói, bỏ bê gì mấy em không? Làm việc với anh Minh thì ổn, nói chung là không có gì phải bàn cãi về thời gian này kia rồi. Còn bỏ đói thì do anh thôi, anh có bỏ đói tụi em hay không thì đó anh biết. Ok, giờ qua phỏng vấn với Bình đi. Ok. Bình ơi, bữa giờ làm việc với anh Minh có cảm nhận gì chia sẻ với mọi người đi. Vui, có những lúc vui mày có những lúc buồn. Tại sao buồn? Anh ấy chửi nhiều quá. Chửi hả? Đẹp nhân viên. Chửi sao? Anh chửi sao? Làm được em làm.
không được thì nghỉ. Đó gì á? Không dữ vậy hả? Đừng có học hỏi được gì không? Học hỏi nhiều được kinh nghiệm lắm. Để cho em, tụi em lên trường đua tập chơi sân nè. Lên trường đua 2K nè. Đó. Em được học hỏi nhiều kinh nghiệm, biết nhiều thứ nữa. Là có thích không? Thích chứ. À, cho nên là thích lên là bị la vẫn làm chứ không nghỉ đúng không? Ờ, vì đam mê, chứ không phải vì ổng. Đó là chia sẻ với bạn mình là làm vì đam mê chứ không phải làm vì anh Minh đúng không? Đúng hợp lý em. Bây giờ mình sẽ qua phỏng vấn một người nữa, cũng rất là quan trọng nha mọi người. Chào anh, đây là anh Chí, người là anh Gấu á. Có quen không? Không quen, nhưng bây giờ em phỏng vấn anh thì sẽ quen. Quen không vấn chị? Trời ơi, khó tính quá. Đây, nói luôn chưa? Vậy anh mít luôn hả? Rồi, hỏi gì em? À, em tính hỏi là anh Minh. Anh Minh là gì? Là nhân vật gì, quan trọng gì? Hay là có cái vị trí nào mà ổng cứ đeo theo anh hoài luôn á? Minh hả? Nó vừa là em trai, nó vừa là đối tác trong kinh doanh cũng như là làm việc. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hình như nó bị đê, nó thích anh hay sao á. Anh thấy nó đù anh lắm. Suốt ngày nó ở bên nhà anh không hả? Nó không chịu đi về. Thông tin này chính xác không chứ nhiều fan nữ là đau lòng lắm nha. Không, chắc không sao đâu em. Thời buổi giờ mình tự do mà đâu gì đâu. Ok, tin này là tôi sẽ về, tôi đến chính với anh Minh sau nha mọi người. Mới nhìn á thì nghĩ nó đơn giản lắm anh em, nhưng mà khi anh em vô chơi rồi anh em mới thấy nó rất là khó. Và chính vì vậy mà cái sự nguy hiểm của nó, cho nên chúng ta phải trang bị những cái bộ đồ giáp như thế này để mình bảo vệ chính bản thân của mình khi mà lỡ may không may có sự cố xảy ra đó. Còn như Minh thì mình đã tập trước một lần hai lần rồi, cho nên là chưa có sự cố nào xảy ra hết đó. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn để chơi cái bộ môn thể thao này rất là vui, rất là cá tính. Khi mà anh em leo lên những chiếc xe này, anh em chạy hai cua á, nhìn mình rất là mạnh mẽ. Và trước đầu tiên chúng ta chơi á là chúng ta chơi xe dinh vẫn được, nhưng mình muốn mạnh một xíu cho nên mình phải đổ công suất này lên, đổ công suất xe lên cao đó. Bên kia cũng có một chiếc kìa. Đấy, rất là mệt luôn nè. Anh em thấy mồ hôi mình chảy ra rất là mệt, chạy rất là mệt. Đua ăn xe. Ok. Đây hai chị của mình. Anh em nào muốn tham gia bộ môn này á cũng rất hay á. Rồi bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem clip và hẹn anh em ở những clip sau.